Dạ, chào bà con nha. Nay thì bà con có bơm nhân thể 100 nè, bơm tác nè, dành cho con nào bơm số lượng nước nhiều nè, 1 giờ dài 100 m³ là bình thường nè, số dòng là 2000 dòng, động cơ đẩy là từ 18 đến 24 ngựa, phút sau là khoảng 10 m, 150 là hỏng ga tắt rửa bà con, dành con bơm tác ao tắt mương rồi nè. Con này là rất ok nha, rất là mạnh luôn, xài động cơ cũng nhẹ nữa, tắt rửa luôn. Dạ, con tắt mương tắt ao, đặc biệt cái đời nhân thể nó hút nước rất là dữ bà con, cánh quạt nó có làm hệ thống cái khâu giữ nước lại rất là dữ, bơm lên rất là mạnh. Bảy cánh nha bà con, này bơm ghê lắm, bảy cánh quạt luôn, bơm dữ lắm này, hoặc bảy cánh nè, tắt gửi bảy cánh là bơm dữ lắm bà con, tắt gửi. À, dành cho bơm tác, bơm mát ao, tác địa hay bơm nước vô xà lan hay rồi nó ngon lắm bà con, chạy nó mạnh, nhân thể tắt rưỡi luôn. Đây quát nguyên bộ nè bà con, đặt thì nhu cầu có nguyên bộ, nguyên bộ luôn, dàn sexy rồi luôn nè, ngon. Cái dàn sexy, dàn bỏ lên đẩy kéo nhẹ luôn bà con, đây làm luôn nè, đây nguyên bộ nó vậy đây, còn có mấy khúc nối mà dàn lại đây rưỡi nha bà con, quá dữ luôn, 7 lá nha. Nó là bơm nhân thể 150. Còn nước ra rất là dữ. Một trăm tám mươi lít đến 200 m³ trên giờ, cho em con. Lượng nước là khoảng 200 m³ trên giờ, tùy thuộc vào động cơ các bạn. Này là bơm siêu tốc luôn rồi, siêu nước luôn. Bà con về nhớ cho mỡ bò vô đây nha, nhớ thêm mỡ bò dây vô đây, bò chỉ là bò tốt, đây sạn lụng nó bền hơn. Nhân thể 150, tắt rưỡi. Đây số bơm nhân thể, bà con nào có nhu cầu alo nha, nhân thể 1, thứ 2, thứ 3, 4 đầy đủ luôn. Đầy đủ nhân thể. Alo. Là mua cái gì? Không anh, có ông đa 168 không à? Không, 168 rồi. Dạ, không có à. Đúng rồi, 42, 60, 80. Dạ. Thay dân thể 12, 12, 46, 3, 4, 5, 6 đầy đủ nè. Đây dân thể 6 là chiên đẩy sâu hút xa nè. Đây là lỗi là chiên đẩy sâu hút xa nè con, ống ga 60 nè. Đây là lỗi dân thể chiên đẩy sâu hút xa nha. Hút khoảng 3 40 m. Chung mấy lỗi đẩy sâu hút xa thì lượng nước ít nhưng mà tốc độ đi nó mạnh mà con. Còn nào bơm tác là lượng nước nó nhiều. Còn bơm nhân thể đẩy sâu đẩy xa hút sâu là lượng nước ít nhưng mà đi mạnh đi xa, cỡ nào nó cũng đi, đi rất là xa. Đó là số bơm nhân thể, nhân thể 168 luôn, thay nhân thể 168 dành cho máy xăng này. Nhân thể 100 luôn rồi con, nhân thể 100 đi tắt tác á. Nhân thể 80 nè, nhân thể 150,